Thưa quý vị và các bạn, cờ vua Việt Nam đã từng sản sinh ra rất nhiều những kỳ thủ giỏi và tỏa sáng từ khi còn nhỏ. Những cái tên như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Lê Quang Liêm hay Trần Minh Thắng. Và trong số những cái tên này thì không thể không kể đến cái tên Nguyễn Anh Khôi. Kỳ thủ đã khiến ban tổ chức của giải U10 thế giới phải thốt lên rằng Anh Khôi là kỳ thủ duy nhất tại giải có được thành tích toàn thắng ở mọi ván đấu của mình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cậu bé này. Nhìn vào số huy chương đồ sộ này, chắc hẳn ai cũng nghĩ đó là sự sở hữu của một vận động viên thành danh, mà ít ai nghĩ rằng số danh hiệu này lại thuộc về một cậu học sinh năm nay mới 12 tuổi. Lúc lên 10, anh Khôi đã khiến làng cờ vua Việt Nam sừng sốt với chức vô địch thế giới. Còn mới đây, em lại một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình khi đứng trên bục cao nhất của giải U12 thế giới. Là bởi vì sau ván thứ thua ván thứ 7 và hòa ván thứ 8, con tưởng chừng như vậy là kết thúc luôn, không có cơ hội lấy huy chương nữa chứ. Cho nên là con thấy ấn tượng là bởi vì con thắng được cái ván cuối, cái đối thủ được im danh nhau, không năng vô địch được. Dù bận tập huấn và thi đấu khá nhiều, nhưng anh Khôi chưa bao giờ bỏ bài ở lớp. Theo đánh giá của các giáo viên, Khôi học giỏi toàn diện các môn và luôn đứng đầu khối. Thông minh, nhanh nhẹn, hòa đồng, Khôi luôn được các bạn yêu quý. Mỗi khi rảnh, em cũng thường phụ đạo các bạn chơi cờ. Ngôi sao nhí này đúng là niềm tự hào của các bạn và thầy cô trường Nguyễn Văn Tố. Bản thân em hàng ngày sinh hoạt ở trường là tất cả như các bạn học sinh ở trường, Khôi không bao giờ có một cái sự thể hiện mình ở cái bệnh ngôi sao. Và đặc biệt một điều là em không chấp nhận bất cứ một cái sự ưu đãi nào từ phía thầy cô hoặc bạn bè dành riêng cho em. Đó là rất là tự lực và đặc biệt là khiêm tốn, hòa đồng với các bạn. Anh Khôi là người học giỏi, tốt bụng với bạn bè. Anh Khôi chỉ con về cách chơi cờ vua. Với sự quan tâm và đầu tư từ gia đình, anh Khôi đã được tạo mọi điều kiện để học tập cũng như tham gia thi đấu. Ở các giải lớn nhỏ, em đều được bố mẹ đi cùng để động viên cổ vũ, và đó chính là một trong những bệ phóng để anh Khôi tỏa sáng.